Chào anh có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình được không ạ? Chào Loan, mình tên là Ngô Đình Tuấn, hiện đang là founder của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp và môi trường Big Green. Chuyên ngành là cung cấp các cái dịch vụ về tư vấn môi trường, và trong đó có sản phẩm là máy lọc nước RO gia đình. Dạ, từ đâu anh biết đến cô chủ Phương Loan bên Tâm Hồng ạ? Lúc trước mình có tham gia mấy cái khóa học của thầy Nguyễn Thế Duy của từ trung tâm Bitraining, thì những lần học online và offline thì được biết đến bé Tôm. Dạ, anh cảm nhận như thế nào về bé Tôm ạ? Đầu tiên thì bé Tôm là người rất là năng động, tuổi trẻ, làm rất là chuyên nghiệp. Về các cái hoạt động của bé Tôm mình theo dõi thì một cô bé rất là năng động, mà làm việc rất là quyết liệt và tập trung vào chất lượng dịch vụ rất là tốt. Dạ, anh đã dùng thử Tâm Hồng của Vitom chưa ạ? Mình đã dùng thử rồi. Dạ, anh cảm nhận như thế nào về Tâm Hồng của bên Vitom ạ? Mình cảm nhận theo mình thì đó là dịch vụ rất là chuyên nghiệp, từ order hàng, đặt hàng cho đến dịch thanh toán, và sản phẩm rất là chất lượng như quảng cáo là, và thực tế đã sử dụng là rất là đúng. Dạ, đúng theo cái chất lượng. Dạ, dạ anh ơi, nếu mà có thể dùng hai điều để tặng cho bé Tôm Phương Loan thì anh dành hai điều gì ạ? Hai điều mà tặng cho Phương Loan là năng động và chuyên nghiệp. Dạ rồi, em cảm ơn anh.